Cái hôm anh đi khám xong thì anh về nói mấy anh trước, nhưng không dám nói vợ trước, sợ lo. Mình nghĩ là phẫu thuật xong thì nó khỏi thôi, khỏi nhanh thôi. Lúc đầu thì mình rất là hy vọng, nhưng mà lúc nghĩ là không qua được. Anh như này anh không có nhận ra ai được, không có tiếp xúc được. Ngày hôm nay, đại diện ban giám đốc, công đoàn và các đồng nghiệp ở trung tâm kỹ thuật khu vực 3 lại về Bình Dương để thăm anh Hà Mạnh Cường, nhân viên tổng trạm Phú Lâm. Đã 8 tháng kể từ ngày anh nhập viện cấp cứu do bị phát hiện hở van động mạch chủ và thông liên thất. Sau ca phẫu thuật, biến cố lớn ập đến khi anh rơi vào tai biến, hôn mê sâu, nhiễm trùng nặng và gần như mất tri giác. Lúc cho nó được, con vào nó không dám lại gần. Con vào nó bỏ ba, sau ba kỳ vậy, sau chân ba nhỏ thế, mình xúc động quá, mình khóc. Lúc đó thì cũng không giữ được bình tĩnh, tại vì nó bất ngờ. Chi phí điều trị khi ấy lên tới gần 400 triệu đồng, con số quá lớn đối với gia đình anh khi tài sản giá trị nhất là căn nhà đang ở cũng không thể vay thế chấp ngân hàng vì đang nằm trong diện quy hoạch. Khi mình bị xuống thì mình thấy ban giám đốc tập đoàn này, tổng công ty này, các anh ở trung tâm khu vực này, các anh lãnh đạo phòng ban này xuống hòa thăm, động viên liên tục, đồng hành cùng gia đình, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngay khi thông tin được lan tỏa, số tiền ủng hộ chia sẻ khó khăn với anh Cường lên tới gần 530 triệu đồng, đến từ nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài VTNet. Món quà đặc biệt ấy đã cứu anh khỏi bạo bệnh, vượt qua hành trình kỳ diệu từ cơn thập tử nhất sinh để trở về và đang dần hồi phục mỗi ngày. Anh nhà ngày anh tập kéo tay, tập đạp xe, tập ngồi, tập bóng cho cơ thể phát triển. Các con đi học về anh dạy nó học được, ngồi anh chỉ nó học bài. Bây giờ anh đã qua được cái cơn nguy kịch, giữ được mạng sống rồi thì mọi thứ phía sau đều có thể giải quyết được. Giữa gian khó, tình người lại nở hoa. Trong thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều câu chuyện nhân văn ấm áp ở VTNet như hoàn cảnh của anh Hà Mạnh Cường. Cảm ơn ban giám đốc tập đoàn, ban giám đốc tổng công ty, ban giám đốc trung tâm, các anh lãnh đạo phòng ban trung tâm, để bạn bè đồng nghiệp anh xin cảm ơn sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần với anh, với gia đình trong giai đoạn vừa rồi.